Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến. Tập 48. Chương 471: Xâm lược văn hóa. Các lão bách tính Hàn Thành cầm truyện tranh nghị luận sôi nổi. Truyện tranh kể chuyện là thông qua hình ảnh có thể bày ra các mặt của thôn Cao Gia một cách rất trực quan. Không cần độc giả tưởng tượng ra hình ảnh ở trong đầu, họ có thể thấy được phòng ốc san sát, khu thương mại Cao Gia phồn hoa, các loại mỹ thực. Còn có thể nhận ra muốn nhận được tất cả những thứ này cũng không khó khăn, chỉ cần nỗ lực lao động là có thể nhận được thù lao một cách công bằng. Ta có chút muốn đến thôn Cao Gia xem sao, dù sao thì ở Hàn Thành ta cũng chỉ là một tên phế vật vô dụng. Ta chí ít lợi hại hơn nhân vật chính trong Cao Phiêu này, hắn căn bản không biết gì hết. Ta biết làm bánh nướng vừng Hàn Thành, nếu như ta đến khu thương mại Cao Gia, mở một quán bánh nướng vừng ở đó, nói không chừng có thể phát tài. Ở đó còn có thần linh phù hộ nữa, Đạo Huyền Thiên Tôn. Mấy thứ thần linh ta không để bụng, nếu chỉ cần nỗ lực lao động là có thể nhận được thành quả, sẽ không bị người khác cướp đi, cho dù không có thần linh, ta cũng có thể phát tài được. Nghị luận tương tự như vậy càng ngày càng sôi nổi. Hàn Thành là một địa phương cũng rất nghèo, Vương Tả Quải hai lần đánh Hàn Thành, từ lâu đã cướp sạch bách các thôn trang xung quanh Hàn Thành. Rất nhiều nạn dân từ trong thôn chạy trốn đến Hàn Thành đã ở trạng thái rời xa quê hương. Nếu đã xa quê, vậy ngại gì đi càng xa hơn một chút chứ? Ngay khi họ manh nha suy nghĩ này, đội vận lương từ bên huyện Hợp Dương lại tới. Lượng lớn lương thực vận chuyển qua đây, đồng thời một nam tử ăn mặc như thương nhân đứng ở giữa chợ bán thức ăn Hàn Thành, lớn tiếng nói, ta tên Đàm Lập Văn, đến từ thôn quản hội thôn Cao Gia. Hiện tại thôn Cao Gia đang tuyển lượng lớn công nhân, chức vị tuyển dụng như sau, thợ rèn, không hạn chế nhân số, thợ mộc, không hạn chế nhân số, thợ chạm khắc, 5 người, thợ đèn, 2 người, thợ y nhuộm, 20 người. Công nhân lao động phổ thông, không hạn chế nhân số. Hắn ba la đọc ra một đống chức vị, các lão bách tính Hàn Thành nghe mà sửng sốt, nghĩ thầm, thôn Cao Gia này tuyển dụng nhiều thế sao? Quả thật chính là người nào cũng lấy, ta cũng coi như phù hợp yêu cầu. Sau khi có phát hiện này, một đám người ùa tới vây quanh Đàm Lập Văn, mồm năm miệng mười hỏi thăm, tiền công của thợ rèn tính thế nào? Ta biết làm đèn, tiền công rốt cuộc bao nhiêu? Lao động phổ thông thì sao? Một đám người vô cùng kích động, còn vội hơn cả khi đưa vợ đi đẻ, vợ trong phòng sinh còn mình đang ở ngoài chờ đợi. Đàm Lập Văn cũng không nói ra chi tiết từng công việc, mà lấy ra một tờ giấy thật lớn, sau đó dán lên trên tường bên cạnh. Nếu việc này đặt ở hậu thế, quản lý đô thị nhất định sẽ bắt người dán quảng cáo sai quy định này lại, song những năm nay còn chưa có vấn đề phương diện này, quảng cáo cứ dán thoải mái. 1. Đám người vây quanh tờ giấy quảng cáo, nghiêm túc tìm hiểu. Tờ giấy quảng cáo này vậy mà không phải văn tự, mà là tranh vẽ. Đầu tiên vẽ một thợ rèn, đang đập cái gì, phía sau vẽ ba thỏi bạc. Mọi người vừa nhìn thì đã hiểu, tiền công ba lượng bạc. Tiếp theo vẽ một thợ mộc đang cưa gỗ, phía sau cũng vẽ ba thỏi bạc. Cuối cùng vẽ một người đang khiêng đồ, vừa nhìn chính là dân cu ly, phía sau vẽ ba đống bột mì nhỏ, cái này cũng chính là 3 cân bột mì rồi. Theo tờ quảng cáo này, từ trên xuống dưới nhìn lần lượt. Mọi người hiểu một đạo lý, người biết kỹ thuật chuyên môn là có thể kiếm được nhiều tiền, kỹ thuật không đủ, vậy thì làm bán sức khỏe, chỉ kiếm tiền lẻ, chỉ cần là người là có thể kiếm tiền. Đàm Lập Văn lớn tiếng nói, xe vận lương của chúng tôi sau khi tháo dỡ lương thực xong sẽ trở về thôn Cao Gia, có ai muốn đến thôn Cao Gia làm công thì có thể đi cùng chúng tôi. Những lời này mới là lực sát thương chân chính. Đối với các lão bách tính thật thà, cả đời chưa bao giờ đi xa, muốn xa nhà đến một nơi rất xa. Điều họ khó để vượt qua nhất đó chính là đối mặt với sợ hãi không biết, nhưng nếu có một người nguyện ý dẫn dắt họ đi, họ sẽ có được dũng khí đó. Ta đi với các ngươi, ta cũng đi. Trong nhất thời, dân tình ồ ạt. Đàm Lập Văn khẽ nhếch miệng nở nụ cười, quả nhiên, Thiên Tôn nói đúng. Muốn một đám người hoàn toàn không biết gì về thôn Cao Gia đáp ứng đến thôn làm công là rất khó. Nhưng nếu trước tiên dùng Cao Phiêu để làm chăn đệm,
để cho họ biết hoàn cảnh của thôn Cao Gia rồi mới trở lại lôi kéo người, hiệu quả nhất định sẽ đạt được. Thiên Tôn nói cái này là xâm lược văn hóa. Ngay từ đầu Đàm Lập Văn không hiểu, hiện tại thì đã hiểu. Từ trên văn hóa trực tiếp bắt các lão bách tính Hàn Thành làm tù binh, vậy kế tiếp chỉ cần nói mấy câu, họ sẽ đi theo người. Lúc này mới chân chính gọi là bất chiến nhi khuất nhân chi bình. Nghĩa là không đánh cũng khiến địch đầu hàng. Sáng sớm hôm sau, đội vận lương bắt đầu trở về. Bọn dân phu từ thôn Cao Gia tới thúc xe lương không, xuất phát về hướng Nam. Mà lượng lớn các nạn dân Hàn Thành cũng bao lớn bao nhỏ trên vai, bên trong là toàn bộ tài sản của mình, tay bế tay bồng, theo đội vận lương xuất phát về hướng tương lai mờ mịt. Đi rất lâu, đi ra khỏi huyện Hàn Thành, tiến vào cảnh nội huyện Hợp Dương. Họ vừa đến đây liền phát hiện ra điểm khác biệt, ở đây vậy mà một màu xanh ngát, khắp nơi đều trồng hoa màu, tựa như không hề chịu qua hạn hán vậy. Trong ruộng có thể nhìn thấy nông phu đang ca hát, bên quan đạo, mấy lão nông ngồi cạnh nhau vừa nói chuyện phiếm, vừa mỉm cười nhìn đội ngũ di dân khổng lồ bọn họ. Đàm Lập Văn cũng trò chuyện với lão nông phu, các hương thân, năm nay tình hình hoa màu thế nào rồi. Các lão nông cười, nhờ có thôn Cao Gia các ngươi, cung cấp phân bón cho chúng. Tôi, còn phái Triệu tiên sinh tới dạy chúng tôi cách sử dụng, năm ngoái chúng tôi đã dựa vào phân tiên thu hoạch không ít, năm nay càng có lòng tin hơn. Ngài xem, ta đã thuộc lầu cả phương pháp phân phối phân tiên rồi đây, ha ha ha, nói đến đã lâu không gặp Triệu tiên sinh rồi, hiện tại hắn có khỏe không? Đàm Lập Văn cười, Triệu tiên sinh đi Sơn Tây rồi, giúp lão bách tính bên đó. Các lão nông thở dài, Triệu tiên sinh thực sự là người tốt a, giúp Hợp Dương xong lại đến giúp Sơn Tây, chao ôi, thật hy vọng Triệu tiên sinh người tốt có hảo báo, nhanh trị được bệnh xuyễn. Ung ục, Triệu Thắng đang ở bến tàu cổ độ giám sát xây dựng trấn, đã uống xong một chén to định xuyễn thang mà Tùy Tùng sắc cho hắn. Đắng lòi cả mắt, hắn tội nghiệp quay sang nói với Tùy Tùng, khi ngươi sắc thuốc này, không thể cho thêm tí đường sao. Búp bê vải Thiên Tôn ngồi trên vai Tùy Tùng nói lầm bầm, ăn nhiều đường không tốt, sẽ béo phì sẽ càng khiến hệ hô hấp thêm gánh nặng. Làm bệnh xuyễn của ngươi nặng hơn, bản Thiên Tôn chính mồm hạ pháp chỉ, không thể cho ngươi ăn nhiều đường. Triệu Thắng kêu thảm, a a a. Thiên Tôn ơi, mặc dù tại hạ rất cảm động vì ngài đã chiếu cố một phàm nhân nho nhỏ như tại hạ, nhưng ân trọng thế này tại hạ không nhận nổi đâu, cho tại hạ thêm chút đường vào thuốc đi. Búp bê vải Thiên Tôn không để ý tới hắn làm nũng, hừ một tiếng, lại mềm oạt xuống. Chương 472, lần đầu tiên lão tử đóng giả người xấu. Huyện thành Hà Tân, Thạch Kiên đang dẫn theo hơn 50 vệ sở binh chạy lung tung khắp thành, liều mạng la lên, các hương thân, mau theo chúng tôi đi khỏi đây. Rời khỏi huyện thành Hà Tân, đến Long Môn cổ độ, bọn vương gia dẫn rất nhanh sẽ tới đây, mọi người mau chóng rút lui. Titanic Thiên Tôn cũng theo họ chạy tới chạy lui khắp huyện Hà Tân. Trước đây Lý Đạo Huyền vẫn cho rằng mình là một trạch nam, nhưng y không ngờ chính là, từ sau khi có thể đồng cảm pho tượng, y lại trở nên nghịch ngợm, thích chạy ra ngoài đi khắp nơi. Có lẽ, mỗi một trạch nam đều không phải trạch chân chính, chỉ là ở bên ngoài chưa tìm được đồ chơi. Cho nên mới trạch ở nhà mà thôi, một khi đã tìm được bên ngoài có cái gì đó chơi vui hơn ở trong nhà, họ sẽ chạy đi ngay. Titanic Thiên Tôn chế bằng chất liệu silicone, nếu không nhìn kỹ sẽ không khác gì người thật, lại khoác lên người một bộ y phục bình thường thì càng giống người thật. Y ở trong thành chạy loạn khắp nơi cũng không đến mức bị người ta coi thành yêu quái. Ngay từ đầu y lấy tâm tình du lịch tới chơi, nhưng sau khi tiến vào huyện thành Hà Tân, nhìn thấy con đường bị không dính bùn tàn phá bừa bãi, y không khỏi khó chịu, khắp nơi đều là nhà cửa bị thiêu hủy, khắp nơi đều là lão bách tính đói khát. Đa số lão bách tính khi nghe được Thạch Kiên la lên đều vội vàng thu dọn hành lý rồi chạy ra ngoài thành có người tổ chức cho họ lui về hướng Long Môn cổ, độ, sau đó sẽ thu xếp cho họ xây dựng thủy trại để bảo vệ bản thân mình. Thế nhưng, một bộ phận nhỏ lão bách tính lại không muốn rời xa. Họ ngồi trong phế tích, hai mắt vô thần, không khí trầm lặng. Họ không biết sau khi chạy ra ngoài sẽ có ý nghĩa gì, bị Lưu Khấu giết chết và chết đói có gì khác nhau đâu. Lý Đạo Huyền đi tới bên cạnh Thạch Kiên, thấp giọng phân phó hai câu. Thạch Kiên một lần nữa hạ lệnh, bảo các thủ hạ binh sĩ sửa lại thuyết từ, lại một lần nữa chạy khắp toàn thành và hét lên, mọi người đến Long Môn cổ độ. Có thể ăn lương cứu tế, mỗi ngày đều có thể ăn no, nếu như nguyện ý tham gia xây dựng thủy trại tại bến tàu,
mỗi ngày còn có thể nhận được tiền công. Vừa la lên như thế, các nạn dân hai mắt thẫn thờ cuối cùng cũng thoáng có tinh thần, nếu có cơm ăn, có việc làm, vậy cũng có thể chạy trốn một lần, dù sao cũng tốt hơn so với bị Lưu Khấu giết. Thế là, lại có một bộ phận thôn dân rút lui khỏi huyện thành Hà Tân. Thế nhưng, cuối cùng vẫn có một nhóm phần tử không chịu đi. Họ không tin quan phủ, càng không tin quan binh. Những lời rêu rao của các bộ hạ của Thạch Kiên, họ không tin một chữ nào. Quan binh sẽ hảo tâm phát lương cứu tế cho chúng ta. Không thể nào, làm việc xây trại cho quan binh còn có tiền công. Nằm mơ đi, gặp phải những thành phần thế này phải làm sao đây? Thạch Kiên muốn phát điên. Hơn 50 vệ sở binh kia cũng ngỡ ngàng, họ thật đúng là không am hiểu làm công tác quần chúng, đụng phải thành phần ngoan cố như vậy cũng bó tay. Một đám quan binh đi về bên cạnh Thạch Kiên và Titanic Thiên Tôn, thấp giọng nghị luận, làm sao đây? Trong thành còn có hơn 500 người không chịu đi, những người này nói cái gì cũng không tin chúng ta, thà tin tưởng Lưu Khấu sẽ không tới. Một quan binh nhịn không được nói, Thạch Bách Tổng, chúng ta dứt khoát mặc kệ họ đi, trực tiếp rút thôi. Binh, Thạch Kiên một quyền đánh ngã người này ra đất, con mẹ nó, sao có thể mặc kệ được? Những người này ngoan cố như vậy là do bản thân quan binh sai, vì trước đây quan binh không có danh tiếng tốt, trên thế giới mới xuất hiện loại ngoan cố này. Hiện tại ngươi còn muốn vứt bỏ họ, như vậy sao được? Quan binh bị đánh bụng mặt đứng lên, không dám nói tiếp nữa. Một quan binh khác nói, thế nhưng họ không chịu đi, chúng ta nên làm cái gì? Đám người ngẩn ra, không biết làm sao. Thạch Kiên cũng hoang mang, đành phải quay đầu nhìn Titanic Thiên Tôn. Titanic Thiên Tôn bò lên trên nóc một tòa nhà còn chưa bị thiêu hủy, từ trên cao nhìn xuống, nhìn lướt qua toàn cảnh huyện thành đã bị thiêu hủy phân nửa. Nghĩ thầm, thành này đã bị hủy, cho dù Lưu Khấu không tới, lão bách tính cũng rất khó sinh sống ở chỗ này, trừ phi dọn dẹp toàn bộ sau đó xây dựng lại. Dưới loại tình huống này, 500 người kia là phải di chuyển. Y cúi đầu nói với Thạch Kiên, truyền thuyết về Phi Lai Phong, các ngươi nghe qua chưa? Bọn quan binh gật đầu, nghe. Qua, Tế Công Đại Sư biết có một ngọn núi sắp bay tới, liền bảo lão bách tính rút lui khỏi thôn, nhưng các lão bách tính không chịu. Tế Công Đại Sư phải vào trong thôn cướp một cô nương, sau đó cõng nàng bỏ chạy, các thôn dân đuổi ra khỏi thôn, ngọn núi liền rơi xuống, đập bẹp cả thôn. Lý Đạo Huyền, nghe qua là tốt rồi, thời kỳ phi thường, có thể dùng thủ đoạn phi thường, cho dù thủ đoạn thoạt nhìn hơi xấu, nhưng kết quả tốt là được. Thạch Kiên hai mắt sáng ngời, ta hiểu rồi, vậy ta đi cướp cô nương, để cho người nhà của họ đuổi theo ta. Lý Đạo Huyền câm nín, người này là muốn mượn cơ hội cướp cô nương để thỏa mãn sở thích kỳ quái đến phát rồ sao. Lý Đạo Huyền trợn trắng mắt, ngoại trừ cướp cô nương, ngươi không nghĩ ra được gì khác sao? Các ngươi là quan binh, hung tàn một chút, lấy ra một mặt quan binh phát rồ không giảng đạo lý đi. Thạch Kiên a một tiếng, rốt cuộc hiểu được, đúng rồi, hiện tại chúng ta là quan binh mà, quan binh chính là rất xấu. Hắn dẫn theo hơn 50 người còn lại làm vẻ mặt hung thần ác sát, đi tới trước mặt đám bách tính còn sót lại, ra vẻ tàn bạo nói, đi đến Long Môn cổ độ hết cho lão tử, ai không đi, lão tử sẽ chém nó, lấy thủ cấp của nó coi thành tặc tù giao nộp lên. Vừa nói ra những lời này, hiệu quả đe dọa trong nháy mắt đạt được. 500 người còn lại cũng không dám ngoan cố nữa, vội vàng ra khỏi thành, đi về hướng Long Môn cổ độ. Tổng số nạn dân tới từ huyện thành Hà Tân vượt quá 1 vạn, đội ngũ khổng lồ, tay bế tay bồng, khóc lóc inh ỏi. Bôn ba mấy chục dặm đường, thật vất vả đi tới Long Môn cổ độ, bọn họ còn tưởng rằng tới nơi đây sẽ trải qua cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhưng không ngờ, trên bến tàu cổ độ có một con thuyền hàng rất lớn đậu ở đó, một số công nhân đang ở chỗ này không ngừng chuyển lương thực từ trên thuyền xuống. Một người thoạt nhìn như đốc công hét lên với các nạn dân, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Qua đây hỗ trợ chuyển lương thực xuống đi, sẽ bao các ngươi ăn cơm. Vừa nghe bao cơm, do dự một giây cũng là không tôn trọng đối với nạn hạn hán. Các nạn dân lập tức đổ xô tới. Trên bến tàu lập tức trình diễn một bầu không khí sục sôi ngất trời. Các người già và phụ nữ trẻ em bắt đầu tại chỗ làm cơm cho 1 vạn người, mà các thanh niên lập tức bắt đầu di chuyển. Làm một hồi, đến tận cuối cùng, 500 người ngoan cố không tình nguyện bị áp giải qua đây cũng đến. Họ vốn tưởng rằng mình là bị quan binh ép buộc tới đây, khẳng định sẽ sống không bằng chết, nhưng không ngờ. Vừa đến bến tàu đã nhìn thấy cảnh tượng lao động khí thế ngất trời,
Các người già và phụ nữ thì đang xách từng cái nồi bay ra mùi bột mì thơm nức mũi. 500 người ngoan cố, lần này quan binh không gạt người sao? Lúc này Thạch Kiên mới thu hồi vẻ mặt hung thần ác sát, giờ khóc giờ cười nói, vì cứu đám người ngoan cố các ngươi, lão tử, lần đầu tiên trong đời sắm vai người xấu đấy, mẹ nó. Các bạn đang nghe truyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 473, chúng ta là giúp lão Bách Tính. Ngay khi lão Bách Tính huyện Hà Tân được chuyển đi, đại quân Lưu Khấu của Vương Gia Dận đi qua phủ Thái Nguyên, phủ Phần Châu nay là thành phố Phần Dương Sơn Tây, phủ Lộ An nay là thành phố Trường Trị Sơn Tây, Trạch Châu nay là thành phố Tấn Thành Sơn Tây, tiến vào lưu vực Thấm Hà. Mấy ngày sau, bộ chúng Vương Gia Dận hơn 10.000 người thoát ly khỏi chủ đội, đi về hướng Tây, hướng thẳng tới phủ Bình Dương. Mà khoảng cách đường thẳng giữa phủ Bình Dương và huyện thành Hà Tân chỉ hơn 100 dặm. Trong tiếng vó ngựa lộc cộc, một con khoái mã đang phóng nhanh. Kỵ sĩ trên ngựa là tín sứ của quan binh. Hắn đến đây thông báo quân tình, không ngờ khi chạy đến huyện thành Hà Tân, phát hiện trong huyện thành không một bóng người. Thật sự là không có một người nào, giống như quỷ thành. Mặc dù tín sứ đã sớm biết huyện lệnh, huyện thừa, nha dịch của Hà Tân đều bị không dính bùn giết sạch rồi, huyện thành Hà Tân trên thực tế đã thoát ly khỏi nắm giữ của quan phủ. Thế nhưng cũng không nghĩ tới ở đây sẽ biến thành một cái không thành, không ngờ ngay cả một lão bách tính cũng không có. Tín sứ hoảng sợ, không rõ lắm, song cũng mặc kệ, tiếp tục chạy tới trước truyền lệnh, ra roi thúc ngựa thêm một hồi, đi tới bến tàu Long Môn Cổ Độ. Đến nơi đây, tín sứ không khỏi giật mình. Ở đây có rất nhiều người, ngàn vạn, đang chặt cây đốn củi, vận chuyển đá tảng, dựng một thủy trại rất lớn, trên trại có một lá cờ đang bay phấp phới, phía trên viết một chữ Thạch. Khi ánh mắt đầu tiên của tín sứ trông thấy hình ảnh này, còn tưởng rằng là đầu lĩnh Thạch Diệu Vũ dưới trướng Vương Gia Dận đã chiếm lấy nơi này rồi. Khi nhìn kỹ mới phát hiện đóng quân ở chỗ này chính là quan binh, cung tiễn thủ đứng trên tiễn lâu đều là trang phục vệ sở binh chính tông. Lại nghĩ thêm, Lưu Khấu chỉ biết phá hư, không biết kiến thiết, sao có thể xây một cái trại được. Ở đây nhất định là trại của quan binh không thể nghi ngờ. Tín sứ vội vàng chạy đến trước trại, lớn tiếng hét to, trại này là của vị tướng quân nào đang đồn trú. Lính gác trả lời, Bách Tổng Thạch Kiên, dưới trướng tổng binh Thiểm Tây Vương Thừa Ân. Vừa nghe lời này, hai tròng mắt tín sứ suýt nữa lòi ra, cái gì? Bách Tổng. Hắn muốn buột miệng chửi một câu tào lao, trại to như thế, trên vạn người tụ tập ở chỗ này vậy mà chỉ một bách tổng đang quản. Hơn nữa chỉ là bách tổng ngươi dựng cờ làm chó gì vậy? Tới cùng có sai sót gì không? Tín sứ, Thạch bách tổng đâu? Mời hắn đi ra nói chuyện. Thạch Kiên rất nhanh liền đi ra nghênh đón. Tín sứ vừa thấy hắn liền vội vàng nói, ngươi có bao nhiêu binh lực? Thạch Kiên, ta là bách tổng, ngươi cảm thấy ta có bao nhiêu binh lực? Tín sứ nghẹn lời. Phải thôi. Cái này rất xấu hổ. Tín sứ vốn không định hỏi vấn đề ngu xuẩn này, nhưng trông thấy trại này lớn như vậy, lại nhiều lão bách tính. Thoạt nhìn còn rất lợi hại, còn tưởng rằng ở đây binh hùng tướng mạnh, kết quả vừa hỏi, đối phương lại cụp đuôi trốn tránh rồi. Tín sứ đành phải nói, ta là người của tham tướng Lý Hoài, hơn vạn người dưới trướng Vương Gia Dận đang chuẩn bị tiến công phủ Bình Dương, Lý tướng quân phụng mệnh đóng ở Bình Dương. Nhưng trong tay Lý tướng quân chỉ có 800 binh, chỉ sợ không ngăn được tặc tử, mời các tướng quân xung quanh trên tay có binh, mau chóng đến phủ Bình Dương tiếp viện. 800 binh, Lý Đạo Huyền trốn ở bên cạnh nghe trộm, trong bụng thầm nghĩ, quan binh lợi hại quá nhỉ, 800 đánh 10.000 của Vương Gia Dận, ưu thế tại quan binh mà. Nhưng y lại lập tức nghĩ đến, không đúng, nếu ta động ý nghĩ ưu thế tại quan binh, vậy quan binh khẳng định sẽ thua. Cái này gọi là định luật ưu thế tại ta. Thạch Kiên nói với tín sứ, xin lỗi nhé, ta chỉ là một bách tổng bé nhỏ không đáng kể, thủ hạ chỉ có hơn 50 binh. Ụ, ngươi hiểu mà, ta còn phải bảo vệ rất nhiều lão bách tính ở đây. Bên Lý tướng quân ta không đi được, chỉ có thể cầu phúc cho hắn thôi. Tín sứ thở dài, cũng không cưỡng cầu. Hắn cũng biết, cầu viện không phải dễ như vậy, bách tổng của Long Môn Cổ Độ nhỏ xíu này quả thật không lấy ra được chiến lược gì, việc này cũng không khó hiểu. Hắn chỉ có thể trước khi rời đi ném lại một câu, phủ Bình Dương cách nơi này hơn 100 dặm, nếu Lý tướng quân chiến bại, tặc khấu tất sẽ tới Long Môn Cổ Độ,
đến lúc đó tất cả các ngươi cũng chỉ một con đường chết. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, đánh ngựa lại chạy đi tìm viện quân khác. Đợi hắn đi rồi, Thạch Kiên mới tiến đến trước mặt Lý Đạo Huyền, thấp giọng nói, Thiên Tôn, phải làm sao đây? Chúng ta có nên đi tiếp viện một chút hay không? Trong mắt silicon của Lý Đạo Huyền xoay một vòng, rất nghiêm túc suy nghĩ 0.01 giây, giúp. Thạch Kiên, hả? Giúp quan phủ thật sao? Chúng ta không phải là giúp quan phủ, mà là đang giúp bách tính. Lý Đạo Huyền trầm giọng nói, phủ Bình Dương chính là phủ thành, không phải là huyện thành. Lão bách tính bên trong nhiều hơn mấy lần trong huyện thành, có thể đông tới 10 vạn. Nếu bị tặc quân công phá, chỉ sợ là máu chảy thành sông. Thạch Kiên lấy làm kinh hãi, cũng phải. Ý thức của Lý Đạo Huyền thoáng chuyển qua, lập tức biết được bố trí của bộ đội vận tải nhà mình, thấp giọng nói, yên tâm. Viện quân của dân đoàn Cao Gia lập tức sẽ đến, có nhánh viện quân này, chắc chúng ta cũng giúp được lão bách tính của phủ Bình Dương. Thạch Kiên ngạc nhiên nói, dân đoàn sắp tới sao? Lý Đạo Huyền, 200 người sắp tới. Thạch Kiên có chút hiếu kỳ, không biết vì sao phải điều 200 người đến, thế nhưng không cần bao lâu hắn đã hiểu. Đại pháo chiến hạm tới rồi, 200 dân đoàn thôn Cao Gia theo thuyền vận chuyển tới, trong đó 100 người là thôn dân cũ, của thôn Vương Gia do Vương Nhị dẫn đầu. Lần này Vương Nhị xuất sơn, đương nhiên là đi làm tư binh cho Bạch Miêu. Sau này nhánh bộ đội quan binh kia, ngoài mặt do Bạch Miêu chỉ huy, trên thực tế sẽ biến thành thiên hạ đệ nhất phản tặc Vương Nhị chỉ huy, cái này gọi là đánh vào nội bộ quân địch. Đương nhiên, nếu Vương Nhị còn che mặt sẽ có vẻ chướng mắt quá, cho nên hiện tại hắn đã bỏ đi khăn che mặt, cố ý đổi kiểu tóc rất trái với trào lưu. Dùng tóc mái che nửa bên mặt giống như Iori Iagami, lại thêm khuôn mặt đầy râu, râu mép và tóc mái nối liền với nhau, khiến hắn trông tựa như một dã nhân. Tạo hình này cũng không ai nhìn ra được là Vương Nhị. Thạch Kiên thế mới biết Bạch Miêu đã lập công tại tiền tuyến, đã thăng làm bả tổng, có thể mang 440 chiến binh rồi. Hắn cười hắc hắc hai tiếng, vậy ta mang binh của Bạch Miêu đi cứu viện Lý Hoài, cũng lập đại công, không khéo ta cũng có thể thăng làm bả tổng. Đi đi. Lý Đạo Huyền cũng hy vọng thế lực của mình có thể đan xen vào trong quan binh, đây là việc trăm lợi mà không một hại, tuy nhiên các ngươi cũng phải cẩn thận. Vũ khí các ngươi mang theo là điều súng nòng trơn của thôn Cao Gia đã bắt đầu đào thải, thứ này cũng không mạnh, nhất định phải cẩn thận sử dụng, bảo đảm an toàn. Thạch Kiên, tuân lệnh. Vương Nhị, Thiên Tôn yên tâm. Thạch Kiên để hơn 50 vệ sở binh ở lại bến tàu cổ độ, để cho họ bảo vệ các nạn dân từ huyện thành Hà Tân qua đây, bản thân hắn thì cùng Vương Nhị dẫn theo 200 dân đoàn chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, Thạch Kiên còn nhịn không được nói với Vương Nhị một câu, Vương Lão Hổ huynh đệ, trước khi ngươi xuất chinh có mang theo tượng Thiên Tôn không? Búp bê của ta đưa cho Bạch Miêu rồi, từ sau đó vẫn luôn cảm thấy không an lòng, không có Thiên Tôn phù hộ, cảm giác ăn cơm cũng không ngon. Vương Nhị chỉ vào ngực, ngươi xem, ở chỗ này đây. Thì ra, trước ngực hắn có thêu một tượng Thiên Tôn, trong mắt còn đang xoay vòng vòng. Thạch Kiên mừng rỡ, sau này y phục của ta cũng phải thêu một tượng Thánh Thiên Tôn, bảo vệ ta bình an. Chương 474, Phục Kích. Phía nam phủ thành Bình Dương, cách 20 dặm, Tôn Gia Câu, tham tướng Lý Hoài đang chật vật bỏ chạy. Không lâu trước đó, hắn đã đánh một trận với quân của Vương Gia Dận. Tới phủ Bình Dương cũng không phải bản bộ Vương Gia Dận, mà là một phân đội do Nam Doanh Bát Đại Vương dẫn đầu. Tổng nhân số 1 vạn, không có người già yếu, hầu như tất cả đều là binh có thể đánh trận. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, khi đột phá vòng vây của quan binh, tất cả người già yếu đã bị bỏ lại huyện Hà Khúc, hiện tại ngự sử Ngô Sơn đang đẩy 3 vạn người này đến thôn Cao Gia. Thôn Cao Gia lại sắp nghênh đón một đợt phạm nhân rất có tiền đồ nữa rồi. Mà bên Lưu Khấu đã không còn người già yếu cản trở, cũng không cần phải đợi bộ đội hậu cần, thoáng cái liền trở nên linh hoạt. Trước đây một ngày chỉ có thể di chuyển 30 dặm, hiện tại một ngày dễ dàng chạy 7-80 dặm, thậm chí trên 100 dặm, dễ dàng có thể hoàn thành kỳ tích quân sự hành quân 100 dặm. Trong tay tham tướng Lý Hoài chỉ có 800 binh sĩ, còn không tính tinh binh, đụng phải 1 vạn Lưu Khấu do thanh niên trai tráng cấu thành. Căn bản không thể nào đánh nổi, nháy mắt đã bị đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác, ngoại trừ chật vật chạy trốn thì không dám nghĩ đến việc gì khác. Đi qua Tôn Gia Câu, lại chạy 20 dặm là có thể trở lại phủ Bình Dương rồi, chạy mau đi.
Các bộ hạ của Lý Hoài vừa hét to vừa chạy như điên về phía trước, chen chúc nhau đi qua Tôn Gia Câu chật hẹp. Hắn cũng không biết, tại cửa ra phía bắc Tôn Gia Câu, Vương Nhị, Thạch Kiên dẫn theo 200 binh sĩ dân đoàn đã mai phục sẵn rồi. 200 người bày trận hình túi tiền, bao lấy cửa ra Tôn Gia Câu. 200 khẩu hỏa thang thương nhắm ngay cửa câu, người của dân đoàn im lặng chờ đợi. Chỉ nghe âm thanh ồn ào càng ngày càng gần, rất nhanh, cửa câu có bóng người nhoáng lên, tham tướng Lý Hoài tóc tai bù xù, dẫn theo mấy trăm bại binh chật vật chạy ra, vừa chạy còn vừa quay đầu lại nhìn về phía sau một cái với ánh mắt kinh hoàng, lại quay đầu liều mạng bỏ chạy. Vài trăm thước phía sau họ là Nam Doanh Bát Đại Vương vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn cũng rất hung ác đang dẫn quân đuổi theo. Vừa đuổi còn vừa cười ha ha, đồ quan binh chó đẻ nhát chết, đừng chạy, quay lại đánh đi. Ha ha ha, đợi lão tử bắt được ngươi, lại công phá phủ Bình Dương, sẽ giết sạch lũ chó đẻ các ngươi. Gã vừa đuổi vừa lớn tiếng đe dọa, thật không hổ là tặc tù, người bình thường là không thể làm được việc hoang tưởng như thế. Lý Hoài cũng xui xẻo, thủ hạ chỉ có 800 người, còn chưa đủ số, phải đối mặt với tên biến thái như Nam Doanh Bát Đại Vương. Hai cái giò vung lên như phong hỏa luân, lao ra cửa Tôn Gia Câu, phía trước là một rừng cây. Hắn không chút suy nghĩ, liền dẫn theo mấy hộ vệ thân tín chạy vào trong rừng. Vốn định mượn rừng cây che đậy để dễ bề chạy trốn, nhưng không ngờ vừa mới vào rừng, hai bên liền có mấy người chui ra, đẩy hắn và các hộ vệ ngã ra đất. Trong lòng Lý Hoài vang lên tiếng trống cảnh báo, thầm nghĩ, không xong, đã trúng lưu phục kích của Lưu Khấu, lần này chết chắc rồi. Tuy nhiên hắn lập tức liền nghe được bên tai vang lên giọng nói của một người trẻ tuổi nhưng trầm ổn, Lý tướng quân, đừng sợ, ta là quan binh, tới tiếp viện người. Lý Hoài, a, à. Hắn nhìn chăm chú vào, lúc này mới phát hiện, nhóm người đẩy ngã mình đều là trang phục quan binh, y giáp sáng bóng. Không giống Lưu Khấu đều là dã lộ tử ăn mặc lung ta lung tung, lần này đã an tâm hơn, ngươi là lộ nào? Người thanh niên kia nói, ta gọi là Thạch Kiên, Bách Tổng dưới trướng Tổng binh Thiểm Tây Vương Thừa Ân. Lý Hoài đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại khẩn trương, Bách Tổng, vậy ngươi cũng chỉ 100 binh thôi. Yên tâm, ta đang giúp Tổng binh đại nhân vận binh, cho nên trên tay ta không chỉ có 100 người. Lý Hoài mừng rỡ, vậy ngươi có bao nhiêu? Thạch Kiên, 200 người. Lý Hoài, phốc, 200 người có tác dụng chó gì? Hắn thiếu chút nữa đã giống lên những lời này. Thạch Kiên lại cười nói, Lý tướng quân đừng lo lắng, ngươi bảo người của ngươi dừng lại chờ ở trong rừng cây này đi, sau đó xem bọn ta biểu diễn. Nghe hắn nói chắc nịch như thế, bộ dáng có vẻ nắm chắc thắng lợi, Lý Hoài cũng có chút bán tín bán nghi, người này thật có biện pháp sao? Nhưng 200 người thì có biện pháp nào? Ôi trời, hiện tại không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, nếu như ta thật sự một đường trốn về phủ Bình Dương, sau đó cũng sẽ bị khiển trách. Nếu như có thể ở chỗ này ngăn cản Lưu Khấu, như vậy khi tấu lên cũng sẽ không quá khó coi. Lý Hoài cắn răng, được. Lúc này phía sau còn có người đang đuổi theo, chỉ không bao lâu nữa là sẽ đuổi kịp. Lý Hoài đâu có biện pháp nào nói với người của mình. Chỉ có thể cắm lá cờ của mình xuống, không để soái kỳ tiếp tục chật vật chạy về phía trước nữa. Một bộ phận binh sĩ còn đang chạy về trước, không thấy soái kỳ, nhưng có một bộ phận binh sĩ tự nhiên tập trung lại bên cạnh soái kỳ. Đương nhiên, Lưu Khấu cũng xông về hướng soái kỳ. Từ rất xa Nam Doanh Bát Đại Vương đã nhìn thấy, soái kỳ của Lý Hoài dừng ở trong một rừng cây, không chạy nữa, lá cờ thò ra từ trên ngọn cây, có không ít quan binh đang tập trung về hướng đó. Gã không khỏi cười ha hả, Lý Hoài, không chạy nữa sao? Còn muốn ở trong rừng cây cùng ta quyết một trận tử chiến hay sao? Ha ha ha, ra ra ngươi tới lấy cái mạng chó của ngươi đây. Các Lưu Khấu bước nhanh hơn, lao về hướng rừng cây. Đương nhiên, chúng cũng không ngốc hoàn toàn, vẫn hiểu đạo lý trong rừng cây dễ có phục binh, chạy về phía rừng cây nhưng đồng thời chúng cũng đã chuẩn bị tư tưởng sẽ có phục binh đột nhiên lao ra. Kết quả, trong rừng cây cũng không có người lao ra, chỉ có một mảnh đạn bắn ra. Bắn, Vương Nhị ra lệnh một tiếng, dân đoàn thôn Cao Gia bắt đầu khai hỏa. Dẫn đầu nổ súng chỉ có 100 người. Đoàng 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 đoàng. Tiếng súng vang lên đì đùng, Lưu Khấu xông vào đầu tiên nhất thời ngã mười mấy tên. Nam Doanh Bát Đại Vương ngẩn người, lập tức cười to, ta tưởng Lý Hoài có kế sách gì đặc biệt hơn người chứ, kết quả chỉ là trăm cây hỏa súng. Mắt thường của gã mặc dù không nhìn thấy hỏa súng binh trốn ở đâu,
nhưng chỉ nghe âm thanh là có thể phán đoán đại khái ra được. Đối phương cũng chỉ khoảng 100 cây hỏa súng, tiếng súng thưa thớt cũng rất rõ ràng. Không phải sợ, xông lên. Nam Doanh Bát Đại Vương vừa mới nói xong lời này, đoàng 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 đoàng, đợt thứ hai khai hỏa. Lại là 100 cây hỏa súng vang lên, Lưu Khấu lại ngã xuống một mảng. Cửa ra Tôn Gia Câu vốn không tính rộng rãi, Lưu Khấu có thể đồng thời lao ra cũng không tính quá nhiều. Sau hai đợt nổ súng, Lưu Khấu lao tới đã ngã xuống không ít, khi thế thoáng cái yếu đi rất nhiều. Lưu Khấu phía sau lập tức bắt đầu hoang mang. Ngay trong khoảng thời gian ngắn chúng ngẩn người, dân đoàn thôn Cao Gia đang điên cuồng nạp đạn. 100 hỏa súng binh khai hỏa vòng đầu tiên đã dùng thời gian ngắn ngủi chưa đến 30 giây hoàn thành nạp đạn, lại giơ hỏa súng lên lần nữa. Đoàng 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 đoàng, lại là 100 cây hỏa súng vang lên. Các bạn đang nghe chuyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 475, Lưỡng đoạn xạ kích Pháp. Dân đoàn thôn Cao Gia hiện tại ứng dụng chiến pháp là lưỡng đoạn xạ kích. 100 hỏa súng binh bắn xong, sau đó lui ra phía sau nạp đạn, 100 người còn lại tiến lên, bắn xong lại lui ra phía sau, 100 người đầu tiên lại tiến lên trước. Tốc độ luân chuyển của lưỡng đoạn xạ kích Pháp chậm hơn một chút so với tam đoạn xạ kích Pháp, khoảng cách bắn dài hơn, thế nhưng lưỡng đoạn xạ kích Pháp lại dễ huấn luyện thành công hơn. Mặc dù tam đoạn xạ kích Pháp được thổi phồng rất lợi hại, nhưng thực tế huấn luyện lại khó khăn trùng trùng. Điểm này cũng là Lý Đạo Huyền phát hiện ra khi dạy dân đoàn tam đoạn xạ kích. Muốn cho toàn bộ hỏa súng binh chia làm 3 hàng, chuyển đổi theo trình tự nạp đạn và bắn không loạn chút nào, độ khó của nó vượt xa trước đây y tưởng tượng. Trước đây y xem lịch sử xuyên không, các diễn viên huấn luyện tùy tiện là tam đoạn xạ kích liền thành hình. Thế nhưng khi bản thân huấn luyện thực tế mới phát hiện binh sĩ dân đoàn căn bản không làm được lưu loát 3 đoạn chuyển đổi. Kiểu gì cũng sẽ loạn, một người loạn liền ảnh hưởng một mảng người rối loạn liền triệt để tan vỡ. Hơn nữa thôn Cao Gia luôn nằm trong trạng thái mở rộng nhanh chóng, trong dân đoàn không ngừng có người mới gia nhập, vừa mới huấn luyện lão binh xếp hàng xong. Lập tức lại có tân binh vào, dưới tình huống không ngừng mở rộng này, cố mà làm tam đoạn xạ kích sẽ chỉ là một trò cười. Cho nên thôn Cao Gia liền chọn dùng hình thức lưỡng đoạn xạ kích. Đây vẫn là lần đầu tiên lưỡng đoạn xạ kích thực chiến. Các binh sĩ hơi hoảng, nhưng làm vẫn rất tốt, bởi vì có rừng cây yểm hộ, các binh sĩ không cần trực tiếp đối mặt với kẻ địch hung ác xông tới. Hơn nữa trận hình làm thành hình cái túi, điều này cũng khiến khi họ nạp đạn không dễ dàng bị loạn. 100 hỏa súng binh bắn xong, lập tức lại đổi sang 100 hỏa súng binh bắn, sau đó lập tức lại đổi. Khoảng cách hơn 10 giây một vòng, tốc độ như vậy cũng đủ để bắn cho Lưu Khấu đầu đầy dấu chấm hỏi. Mẹ nó! Trong rừng cây rốt cuộc có bao nhiêu hỏa súng binh? Không chỉ 100 người, cũng không chỉ 200 người à. 500, ít nhất 500. Chúng bắn liên tục, mẹ nó, còn đang bắn. Bọn Lưu Khấu luống cuống. Hỏa súng binh trong rừng cây rốt cuộc có bao nhiêu trở thành một câu đố. Chúng chỉ có thể nghe được âm thanh đoàng 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 không dứt bên tai. Trong rừng cây bên này vang lên một tiếng, bên kia vang lên một tiếng. Bên này tóe ánh lửa, bên kia bốc khói trắng. Đạn liên tục không ngừng bắn về phía cửa Tôn Gia Câu. Lưu Khấu lao ra cửa câu bị bắn cho kêu cha gọi mẹ, đầu óc mờ mịt. Thật ra không chỉ bọn họ mờ mịt, Lý Hoài cũng mờ mịt. Hắn vừa mới còn hoài nghi 200 người của Thạch Bách Tổng này có thể đánh được không, hiện tại hắn đã miệng chữ O mắt chữ A rồi, dường như có thể nhét được một quả trứng gà vào. Hắn từng thấy điều súng, không phải là trang bị hiếm lạ gì. Nhưng một Bách Tổng dưới trướng Tổng binh Thiểm Tây có thể đưa ra được 200 cây điểu súng đã rất ngạc nhiên rồi. Hơn nữa, 200 hỏa súng binh này bắn ra hiệu quả như 500 hỏa súng binh, càng là điều hắn không dám tưởng tượng. Một vạn hãn phỉ bị bắn chất đống ở cửa câu, hiện tại phía sau không dám xông ra nữa, phía trước cũng đã lùi về. Binh sĩ của quân Lý Hoài thoát cái đã tổ chức lại. Quan binh vừa nãy còn bỏ chạy tứ tán, hiện tại tất cả đều tập trung về bên cạnh quân kỳ chữ Lý. Không mất bao lâu, 800 người của Lý Hoài đã sống lại với đầy máu đầy trạng thái. À không đúng, không đầy máu, đã chết trận 70-80 người rồi. Cũng không đầy trạng thái, không ít người vừa rồi chật vật chạy trốn, hiện tại hai tay trống trơn như một nông dân rồi. Lý Hoài nhìn lướt qua bộ hạ của mình, liền có cảm giác vô lực thật sâu, cái lũ rác rưởi này, con mẹ nó,
hiện tại cho dù tập kết lại cũng không thể nào đánh được nữa. Hắn không khỏi nổi giận mắng, mũ giáp của các ngươi đâu? Trường mâu đâu? Mất hết rồi sao? Chó, một đám cướp chó. Đang mắng hăng, Vương Nhị bên cạnh lấy làm lạ hỏi, Lý tướng quân, mũ giáp của ngươi đâu? Lý Hoài trầm mặc. Được thôi, lỡ mất mặt rồi, không ngại mất thêm một chút. Lý Hoài quay đầu, ôm quyền với Vương Nhị và Thạch Kiên, vẻ mặt khẩn cầu, hai vị, giúp ta thủ phủ Bình Dương đi, nếu phủ thành này bị mất. Sinh linh đồ thán a. Vương Nhị nói giọng châm chọc, chỉ sợ ngươi lưu ý không phải là sinh linh đồ thán, mà là mất mũ ô sa phải không? Lý Hoài cầm nín, đứng hình. Vài giây sau Lý Hoài mới tức, ngươi chỉ là một tiểu binh, nhiều lần chống đối bản tướng quân, con mẹ ngươi rốt cuộc đảm nhiệm chức vị gì ở trong quân? Thổ Tào đại tướng sao? Vương Nhị vốn định bật lại hắn vài câu, đột nhiên nghĩ tới thân phận hiện tại của mình cùng với nhiệm vụ phải hoàn thành, bỏ đi, không chấp nhặt với người này, hắn hừ một tiếng, lười tiếp tục thổ tào. Tượng Thiên Tôn thêu trước ngực Vương Nhị lại nhếch môi, cười rất khoái chí. Lý Hoài xoa xoa mắt, thứ này thêu trước ngực hình như đang nhếch miệng cười. Hắn nhìn chăm chú vào, hình thêu kia không cười nữa. Vừa rồi là ảo giác của bản tướng quân sao? Thạch Kiên lên tiếng, Lý tướng quân, mặc dù người của ngươi không còn trang bị, nhưng vẫn còn cái miệng mà, vẫn còn hữu dụng. Lý Hoài, miệng có, ích lợi gì? Thạch Kiên, mọi người la lên theo ta. Hắn gân cổ quay về bên ngoài hét lớn, ha 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 ha, lũ lưu khấu ngu xuẩn, các ngươi đã trúng kế của bản tướng quân rồi. Phục binh của bản tướng quân vừa ra, bảo đảm các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe những lời này, Lý Hoài bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng la theo. Mấy trăm binh dưới trướng hắn cũng vội vàng cùng mở miệng la lên. Mấy trăm người cùng la lên, xen lẫn với tiếng hỏa súng bắn, âm thanh này rơi vào trong tai Lưu Khấu bên ngoài lại khiến chúng vô cùng kinh hãi. Nam Doanh Bát Đại Vương hét lớn, chết tiệt, thì ra Lý Hoài cố ý thua chúng ta, làm bộ chạy trốn, dẫn chúng ta rơi vào vòng phục kích. Chúng tiểu nhân, chúng ta đã trúng kế của quan binh rồi, mau rút đi. Đám Lưu Khấu vốn đã bị hỏa súng bắn ra liên tục làm cho hoảng sợ, hiện tại vừa nghe trúng kế, muốn lui lại, đương nhiên là nguyện ý 100%, cùng nhau hú lên rồi xoay người bỏ chạy. Chẳng mấy chốc, tặc khấu chạy sạch, chúng thoát ra từ cửa Nam Tôn Gia Câu, chạy về đằng xa rồi. Lần này đã an toàn, Lý Hoài toàn thân uể oải ngồi phịch xuống đất, không đi nổi nữa, cũng chạy không nổi nữa. Mấy trăm binh tay không tấc sắt dưới trướng hắn cũng đều ngồi phịch xuống đất. Vương Nhị liếc nhìn quan binh không ra hình thù gì, vẻ mặt tỏ ra ghét bỏ, rất muốn thổ tào, nhưng đành nhẫn nhịn. Đúng lúc này, hắn nghe được hình thêu Thiên Tôn ở trước ngực mình cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, quân đội phải nên là cuộc sống của một quốc gia, ngươi coi, hiện tại sống lưng của Đại Minh Triều là bộ dạng gì. Vương Nhị, hả? Thiên Tôn tới trên người ta rồi. Đám quan binh của Đại Minh, quả thật tệ không chịu được. Lý Đạo Huyền nói, Vương Nhị, ngươi thấy Lưu Khấu, so với quan binh thì thế nào? Vương Nhị rất nghiêm túc suy nghĩ vài giây, mới than thở, Lưu Khấu còn không bằng quan binh. Lý Đạo Huyền, cho nên, bọn chúng ai cũng không giữ được thiên hạ này. Vương Nhị phấn chấn, tại hạ đã hiểu, thiên hạ này vẫn phải dựa vào chúng ta. Chương 476, để nhánh đội ngũ này lại. Thạch Kiên và Vương Nhị xuất lĩnh 200 hỏa súng binh tiến vào phủ Bình Dương. Hình thêu Thiên Tôn cũng theo Vương Nhị cùng tiến vào Bình Dương. Nơi đây tại hậu thế tên là Lâm Phần, chính là một trong những nơi khởi nguyên của văn minh Trung Hoa, lịch sử lâu đời. Lý Đạo Huyền vừa vào thành đã lập tức hưng phấn, du lịch thôi, lần này tới là danh thành lịch sử chân chính, nhất định không thể là một nơi giả phong cảnh rồi chứ. Phốc, may mà y chỉ là một người thêu, căn bản không có máu, bằng không lần này xác định sẽ phun máu. Trong phủ Bình Dương căn bản không có phong cảnh gì hết, lịch sử lâu đời gì đó hoàn toàn không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy nhà cửa đổ nát khắp nơi, lượng lớn nạn dân chen chúc nhau trong thành, cửa hàng ven đường hầu như đã đóng hết cửa. Tri phủ Bình Dương dẫn theo lượng lớn nha dịch, bang nhàn, dân đoàn canh giữ ở trong thành, vẻ mặt sợ hãi và buồn lo, vừa thấy đám người Lý Hoài trở về, hắn lập tức cong đít chạy tới, vội hỏi, Lý tướng quân, tình hình chiến đấu thế? Vừa mới hỏi ra khỏi miệng, liền thấy Lý Hoài tóc tai bù xù, mũ giáp cũng không biết đã ném đi đâu, binh sĩ phía sau hắn phần lớn cũng bị nhếch nhác, hai tay trống trơn, không ra thể thống gì. Sắc mặt tri phủ Bình Dương xa sầm,
nghĩ thầm, xong rồi, phủ Bình Dương xong rồi, bản quan xem ra phải cùng tồn vong với Thành rồi. Hắn đang nghĩ tới đây, Lý Hoài chỉ vào Thạch Kiên bên cạnh, vị này chính là mãnh tướng dưới trướng tổng binh Thiểm Tây Vương Thừa Ân. Thạch Kiên, Thạch Bách Tổng, trận chiến này hoàn toàn dựa vào Thạch Bách Tổng, là hắn ra sức tác chiến và đã đẩy lùi đại quân Lưu Khấu. Chi phủ Bình Dương, gì? Bách Tổng. Đối với một chi phủ mà nói, Bách Tổng thực sự là một võ quan nhỏ còn không bằng hạt vừng, trong bụng thầm nghĩ, một Bách Tổng mà đánh thắng một vạn Lưu Khấu. Sao có thể làm được? Chắc không phải Lý Hoài này bịp ta chứ? Không đúng. Chi phủ Bình Dương lập tức nghĩ đến, hắn không có khả năng lừa bịp ta với bản tỉnh của những võ bỉ này. Công lao của tiểu võ quan sẽ bị đại võ quan cướp đi hết, Lý Hoài hẳn là sẽ tự biên tự diễn kể lể, nhưng hiện tại hắn không tự mình khoác lác. Mà nói Bách Hộ này đã đánh bại tặc quân, vậy nói rõ Bách Hộ này vô cùng lợi hại, Lý Hoài bị thủ đoạn của hắn làm cho sợ hãi, không dám cướp công của hắn. Chi phủ Bình Dương cũng không khỏi coi trọng Thạch Kiên hơn, ôm quyền, bản quan Đậu Văn Đạt, đa tạ Thạch tướng quân tiếp viện. Mặc dù tặc tử tạm thời rút lui, nhưng rất nhanh sẽ trở lại, phủ Bình Dương vẫn phải dựa vào Thạch tướng quân. Thạch Kiên nói, ta chỉ là một bách tổng nho nhỏ, giúp đồng liêu trong quân ta vận binh, đi ngang qua mà thôi. Lý Hoài tiến đến bên tai Đậu Văn Đạt, thấp giọng nói, trên tay Thạch Bách Tổng có 200 hỏa súng binh, nhưng cũng không phải của hắn, mà là gia đình binh của một bả tổng nào đó, hắn chỉ hỗ trợ vận binh, đi ngang qua nơi đây, tình cơ gặp được thôi, nghe ý tứ của hắn lập tức sẽ phải rời đi rồi. Đậu Văn Đạt giật mình, 200 hỏa súng binh, gia đình của võ tướng này có tài lực như thế sao? Đây chính là bắp đùi to a. Rời đi, vậy sao được? Lúc này phủ Bình Dương vô binh khả thủ, chỉ có một tham tướng Lý Hoài phế vật, không đánh lại ai thì sao có thể thủ được? Thật vất vả mới có một bắp đùi to tới đây, há có thể để cho chạy? Nhưng binh của đối phương cũng không phải quan binh chính quy của triều đình, mà là gia đình binh của bả tổng nào đó, việc này sẽ rất khó xử lý, không có lý do gì giữ binh của người khác lại được. Não bộ của Đậu Văn Đạt nhanh chóng vận chuyển, giữ lại gia đình khẳng định không thể được, nhưng kéo võ tướng sở hữu những gia đình này qua đây thì lại hoàn toàn làm được. Hắn vội vàng thấp giọng nói, vị bả tổng này tên họ là gì, làm quan ở đâu? Lý Hoài, dưới, trướng tổng binh Thiểm Tây Vương Thừa Ân, Vương Tiểu Hoa, Vương bả tổng. Đậu Văn Đạt, biết là ai thì đơn giản rồi. Hắn lập tức nói với thân tín bên cạnh, nhanh cầm giấy bút tới đây. Rất nhanh, giấy bút đưa đến, Đậu Văn Đạt để bút bắt đầu khóc lóc, nói rằng phủ Bình Dương bị tặc quân bao vây, vô cùng nguy hiểm, quân binh trong thành khả năng sẽ bị thân đầu hai nơi bất cứ lúc nào. May mà được Thạch Bách Tổng và Vương Bả Tổng trợ giúp, mới may mắn bảo vệ được, hiện tại tặc quân chưa lui, sẽ trở lại bất cứ lúc nào. Phủ Bình Dương ta biết triều đình binh lực không đủ, cũng không dám cầu đại quân tới chi viện. Chỉ cầu tam biên tổng đốc Dương Đại Nhân điều một bả tổng nho nhỏ đến phủ Bình Dương hiệp lực phòng thủ, tâm nguyện như vậy đủ rồi. Hắn giao phong thư này thân tín, hỏa tốc, đưa đến chỗ tổng đốc đại nhân. Tin sứ xuất phát, Đậu Văn Đạt cũng không thể nhàn rỗi, mỉm cười nói với Thạch Kiên, Thạch tướng quân vận binh vất vả rồi. Nếu đã tới phủ Bình Dương thì cũng đừng vội đi, ở chỗ này nghỉ ngơi vài ba ngày đi, lại tiếp tục lên đường cũng không muộn. Thạch Kiên, quân tình khẩn cấp, ta phải mau chóng vận binh đến chỗ Vương Bả Tổng. Đậu Văn Đạt, Vương Bả Tổng thân ở trong đại quân, vô cùng an toàn, 200 binh này với hắn có hay không đều không quan trọng, vội trong nhất thời cũng vô dụng. Hai người bàn bạc một phen, Hình Thêu Thiên Tôn ở Ngược Vương Nhị thấy thú vị, thoáng động não, y thầm nghĩ, để 200 binh này ở lại thật ra cũng không tệ. Phủ Bình Dương này tiếp nối Nam Bắc, cũng là yếu địa giao thông quan trọng, ta để lại ở chỗ này một số người, nói không chừng tương lai sẽ phát huy công dụng. Dù sao thì nhìn từ lịch sử, chiến lược bao vây tiêu diệt Vương Gia Dận của quan binh đã sắp kết thúc, Bạch Miêu tiếp tục ở lại bên cạnh Vương Thừa Ân cũng không kiếm thêm được chiến công gì rồi. Y thấp giọng phân phó hai câu, Vương Nhị nghe được, liền đến bên cạnh Thạch Kiên, đè thấp giọng nói, Thiên Tôn có lệnh. Thạch Kiên nghe xong lập tức thay đổi thái độ, cười nói với Đậu Văn Đạt, đã như vậy, ta ở chỗ này làm phiền rồi. 200 binh sĩ tạm thời đóng trại trong phủ Bình Dương, Đậu Văn Đạt thiết yến dụ họ ở lại, rất sợ đám người đánh giỏi này sẽ chạy mất. Mà bên kia, tín sứ dục ngựa đã tìm được tam biên tổng đốc Dương Hạc. Dương Hạc vừa xem, nguy cơ của phủ Bình Dương khiến hắn giật thót, lại xem tiếp,
Tri phủ Bình Dương chỉ cầu một bả tổng mang 400 người tới trú đóng. Yêu cầu này cũng không quá phận, vội vàng hạ lệnh, thông báo đại quân, phái Vương Tiểu Hoa Vương bả tổng đến phủ Bình Dương. Vài ngày sau, Bạch Miêu dẫn 240 vệ binh của hắn đi tới phủ Bình Dương hội hợp với Thạch Kiên, Thạch Kiên giao 200 hỏa súng binh cho Bạch Miêu. Đương nhiên, tình huống chân thực là giao nhánh quân đội này vào tay Vương Nhị, trên danh nghĩa Bạch Miêu là bả tổng, trên thực tế mới là Vương Nhị. Họ đóng quân tại phủ Bình Dương. Đậu Văn Đạt lập tức phát hiện một việc rất ngạc nhiên, quan binh khác thường sẽ có một số hành động bẩn thỉu ức hiếp lương dân, nhưng người dưới trướng Vương bả tổng này lại rất tự hạn chế. Nhất là 200 gia đình kia, không chỉ làm người quy củ, chưa bao giờ ức hiếp lương dân, thậm chí còn bình thường giúp lão bách tính làm chút chuyện. 240 vệ sở binh kia thì có một số hành động tệ hơn, thỉnh thoảng mua đồ vật không trả tiền. Nhưng rất nhanh sẽ bị Vương bả tổng thu thập, đánh cho một trận, ngoan ngoãn chịu đòn nhận tội, nộp tiền bồi thường cho lão bách tính. Đậu Văn Đạt nhìn thấy họ có quân kỷ như thế, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, loạn Lưu Khấu Sơn Tây cũng không biết tiếp diễn đến khi nào. Nếu như có được nhánh đội ngũ có quân kỷ này trường kỳ đóng ở Bình Dương, chẳng phải là rất tuyệt. Bản quan từ từ nghĩ cách vậy. Các bạn đang nghe chuyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 477, Con rối Thiên Tôn. Sau khi có binh lực của Bạch Miêu, phủ Bình Dương quả nhiên đã ổn định. 200 hỏa súng binh đóng ở trong phủ thành có tường thành cao to, lực phòng ngự đó thật đúng là không phải khoác lác. Nam Danh Bát Đại Vương hai lần đánh phủ Bình Dương đều bị hỏa súng binh trên tường thành đẩy lùi. Tham tướng Lý Hoài vốn chỉ là gà con, nhưng sau khi có hỏa súng binh làm chỗ dựa, lập tức trở nên dũng cảm. Một khi tặc binh bị hỏa súng binh đánh tan sĩ khí, Lý Hoài liền lập tức mở cửa thành dẫn người đánh ra ngoài, đuổi cho Nam Danh Bát Đại Vương sợ chết khiếp. Sau khi thủ vững mấy ngày, Tuần Phủ Sơn Tây Tống Thống Ân tự mình xuất lĩnh đại quân tiếp viện, một đợt đánh tan chủ lực của Nam Danh Bát Đại Vương, phủ Bình Dương rốt cuộc an bình. Tuy nhiên, mặc dù tặc đã lui, Tuần Phủ Tống Thống Ân và Tri Phủ Đậu Văn Đạt lại gây lộn. Đậu Văn Đạt chỉ là một tri phủ nho nhỏ, đối mặt với Tuần Phủ lại không yếu đi khí thế chút nào, lớn tiếng nói, Tuần Phủ đại nhân, xin ngươi đưa binh Sơn Tây đi hết đi, phủ thành Bình Dương ta chỉ cần có Vương bả tổng Thiểm Tây thủ là được rồi. Đậu Văn Đạt. Tuần Phủ Sơn Tây Tống Thống Ân tức giận, phủ Bình Dương này là phủ thành do Sơn Tây ta quản lý, do binh Sơn Tây thủ có vấn đề gì? Ngươi nhất quyết muốn binh Thiểm Tây đóng ở chỗ này là có dụng ý gì? Đậu Văn Đạt cũng bực, hạ quan từ khi nhậm chức tới nay, mọi việc tận tụy, tuy phủ Bình Dương dưới sự quản lý của tại hạ không dám nói phồn hoa bao nhiêu, nhưng cũng miễn cưỡng chịu được trong những năm thiên tai, tuy là lão bách tính khó khăn, nhưng cũng sống được, không ngờ đại quân của Tuần Phủ đại nhân vừa đến. Trái lại khiến cho phủ Bình Dương của hạ quan gà chó không yên, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, binh dưới trướng Tuần Phủ đại nhân đã hại chết bao nhiêu lão bách tính của ta rồi. Cái này, Tống Thống Ân lúng túng. Thật ra Tống Thống Ân coi như là một quan tốt, hắn là tiến sĩ vào năm vạn lịch thứ 38, học thức tu dưỡng đều là nhất lưu, trước đây khi còn là một tiểu tri phủ đã nổi tiếng nhờ thanh liêm, chưa bao giờ nhận hối lộ, thường xuyên đuổi người tặng lễ ra ngoài cửa. Trong năm Thiên Khải đã từng tổ chức lão bách tính chống lũ, giải quyết phản loạn Bạch Liên giáo, rất được bách tính kính yêu, năm Sùng Trinh thứ hai được thăng làm Tuần Phủ Sơn Tây. Hắn là một người có năng lực thực sự, cũng là quan địa phương thanh liêm chính trực. Nhưng lần này Lưu Khấu nhập tấn quy mô lớn, Sơn Tây đại loạn, Lưu Khấu hoành hành, Tống Thống Ân dẫn theo quan binh trấn áp khắp nơi nên rất mệt mỏi. Đâu còn để ý đến quân kỷ của quan binh, hơn nữa quân kỷ là thứ cũng không phải một mình hắn trong khoảng thời gian ngắn là có thể ổn định được. Binh Sơn Tây trên đường bình định cũng tai họa không ít lão bách tính bình thường, khiến hắn rất đau đầu. Hiện tại bị Đậu Văn Đạt ngay mặt chỉ trích, trên mặt mũi thật sự không nhịn được. Tống Thống Ân đành phải giảm âm lượng, than thở, những võ bỉ này thật sự không có chút quy củ nào, nhưng lúc này thiên hạ đại loạn, các võ bỉ cũng kiêu ngạo theo. Đủ loại, không nghe điều lệnh, không phục chỉ huy, bản quan cũng hết cách với họ, chỉ có thể đợi sau khi Lưu Khấu bình định rồi, thượng thư binh bộ, trị tội những võ bỉ này. Đậu Văn Đạt, đó là nói sau, nhưng binh Sơn Tây đã tai họa bản phủ, đó là chuyện trước mắt, dù sao thì hạ quan chịu không nổi bọn người kia, phải đuổi bọn chúng đi. Tống Thống Ân tỏ ra hiếu kỳ, vậy binh Thiểm Tây sẽ không có mấy vấn đề này sao?
Đậu Văn Đạt, binh của Vương Bả Tổng người ta quy củ lắm, ngươi xem đi. Hắn mở cửa sổ ra, hai người từ cửa sổ lầu 2 nha môn chi phủ nhìn ra ngoài, vừa lúc trông thấy một binh sĩ của dân đoàn thôn Cao Gia đang giúp một ông lão gánh đổ. Trong gánh đó chắc là toàn bộ gia sản của ông lão, toàn là song chảo sứt mẻ, thoạt nhìn rất nặng, dân đoàn binh chỉ mỉm cười gánh đổ đưa ông lão từ từ đi xa. Đậu Văn Đạt, đây mới là việc quan binh nên làm. Sao có thể làm được điều này? Thiếu chút nữa Tống Thống Ân nhảy dựng lên. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Đậu Văn Đạt, tuân phủ đại nhân, năm đó ngài cũng từng làm tri phủ, chắc ngài cũng có thể lý giải tâm tình hiện tại của hạ quan, mong rằng tuân phủ đại nhân tương tâm bỉ tâm. Tức là đặt mình trong hoàn cảnh người khác. Tống Thống Ân thở dài, thôi thôi, bản quan sẽ mang binh Sơn Tây đi, tham tướng Lý Hoài ta cũng mang đi, phủ Bình Dương này phải dựa vào 400 binh Thiểm Tây chú đóng rồi. Đậu Văn Đạt mừng rỡ, đa tạ tuân phủ đại nhân. Hai người cãi nhau xong cũng đạt thành nhận thức chung, Tống Thống Ân dẫn theo toàn bộ binh Sơn Tây ra khỏi thành, đi về hướng đông, tiếp tục truy kích Vương Gia Dận. Lúc này bộ đội chủ lực của Vương Gia Dận đã tập trung đến huyện Thấm Thủy, tổng binh lực còn 16 vạn người. Quan binh vẫn phải toàn lực chống, đỡ như trước mới có thể thu thập được. Mà Tống Thống Ân vừa đi, phủ Bình Dương chỉ còn lại 400 binh Thiểm Tây và đã rơi vào tay Vương Nhị. Bến tàu Vĩnh Tế Cổ Độ, đám người Hình Hồng Lang, Cao Sơ Ngũ, Triệu Thắng, Tạo Oanh, Lão Nam Phong, Chiến Tăng đang vây quanh một bức tượng Đạo Huyền Thiên Tôn mới tinh. Lần trước Lý Đạo Huyền đồng cảm qua đây, đã hủy hoại bức tượng Đạo Huyền Thiên Tôn bằng bùn khắc, ngay cả nửa bên mặt cũng bị rớt xuống, khiến mọi người rất hoảng sợ. Sau khi thương lượng bàn bạc, mọi người lần này làm lại bức tượng Thiên Tôn phải rắn chắc, phải linh hoạt, phải đẳng cấp đại khí mới được. Họ vội vàng tìm người có tay nghề tại bến tàu Cổ Độ, kết quả họ thật sự đã tìm được. Trên bến tàu Cổ Độ có rất nhiều nhà công thương nghiệp, chữ công này cũng không phải cho không, trong đó có một thợ làm rối đến từ Hiếu Nghĩa Sơn Tây. Vừa hỏi mới biết, múa rối Hiếu Nghĩa Sơn Tây lúc này đã vô cùng phát triển, con rối ở đây thần thái linh hoạt sinh động, cơ quan tinh xảo, quả thật có thể nói là thần kỹ. Vì vậy mấy vị lãnh đạo vội vàng bỏ số tiền lớn, mời thợ rối chế tạo một con rối Thiên Tôn. Đây chính là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, không chỉ làm khuôn mặt cho giống, còn phải làm các bộ vị khớp xương trên thân thể cũng linh hoạt. Thậm chí ngay cả miệng cũng có thể đóng mở, sử dụng kỹ thuật điều khiển sợi dây là có thể làm cho con rối này nhẹ nhàng nhảy múa, quả thật vô cùng kỳ diệu. Thứ này một khi làm cũng mất rất nhiều ngày, mãi cho tới hôm nay rốt cuộc mới làm xong. Đám người vây quanh con rối, nhìn trái ngó phải, Cao Sơ Ngũ, khuôn mặt này khác cũng không tệ lắm, chỉ là cái miệng sao lại hình vuông thế này. Hình Hồng Lang, đây là để cho miệng có thể cử động, cho nên là một khối hình vuông, huynh xem, chỉ cần kéo sợi chỉ này, miệng có thể mở ra đóng lại. Cao Sơ Ngũ đưa tay kéo sợi chỉ kia, nhưng hắn còn chưa kịp động vào, con rối Thiên Tôn kia đã động trước, cái miệng mở ra đóng lại nói chuyện, hắc. Bên này có thể tới chơi rồi. Mọi người giật mình. Sừng sốt chỉ ngắn ngủi, mọi người cùng nhau hành lễ, tham kiến Thiên Tôn. Con rối Thiên Tôn đứng lên, các khớp trên thân thể đều dãy dụa một cách kỳ dị, thoạt nhìn có chút buồn cười, thế nhưng không ai cười y, bởi vì nếu con rối được người điều khiển hoạt động mới gọi buồn cười, nếu được thần điều khiển hoạt động lại là thần tích. Lý Đạo Huyền mở miệng, phát ra âm thanh cốc cốc. Y phát hiện, vật liệu mình dùng đồng cảm khác nhau, giọng nói phát ra cũng khác nhau, khi con rối Thiên Tôn này nói mang theo cảm giác như đọc khoái bản. Mọi người phải cẩn thận Vương Gia Dận, hắn đang ở Thấm Thủy, cách nơi này 200 dặm. Nói xong, y tương đối thỏa mãn với trình độ đọc khoái bản của mình. Giải thích, khoái bản là một loại hình nghệ thuật truyền thống hát nói của Trung Quốc, tương tự về của Việt Nam, hơi giống với đọc rap. Hết giải thích. Chương 478, cứu được là nhất định phải cứu. Mấy vị đầu lĩnh vừa nghe nhất thời cả kinh, chủ lực của Vương Gia Dận đã đến huyện Thấm Thủy rồi. Huyện Thấm Thủy cách bến tàu Cổ Độ quả thật đã không xa. Hơn nữa, Lưu Khấu cũng không phải tổ chức rất chặt chẽ, khi bộ đội chủ lực của Vương Gia Dận đến chỗ nào, thường thường ý nghĩa bộ hạ sẽ tản ra mấy trăm dặm xung quanh, ví dụ như Tử Kim Lương, Sấm Vương, Lão Hồi Hồi, Tào Tháo, Nam danh Bát Đại Vương, Tây danh Bát Đại Vương. Quân của những người này thường sẽ không hành động chung với chủ lực của Vương Gia Dận, nhưng cũng không cách hắn quá xa, mấy chục vạn lưu khấu trải dài phương viên phạm vi mấy trăm dặm.
Hình Hồng Lang lấy ra địa đồ, vừa xem sắc mặt liền khó coi, tiêu trì của chúng ta gặp nguy hiểm. Tiêu trì cũng không có chú quân, chỉ có một nhóm thợ muối đang lén lút xây một thôn muối ở đó để phơi muối, bởi tiêu trì vị trí hẻo lánh. Trước đến giờ quan phủ không quản đến, cũng không cần lo lắng bị quan phủ phát hiện, thế nhưng Lưu Khấu tới thì lại khác. Lưu Khấu thích nhất chui vào những nơi hoang tàn vắng vẻ để tránh quan binh, rất dễ phát hiện ra thôn tiêu trì, thợ muối ở đó có thể không an toàn. Chúng ta không thể bỏ thợ muối. Triệu Thắng nói, hiện tại xưởng tạo kiềm của thôn Cao Gia đang có nhu cầu muối rất cao, việc cung ứng muối không thể dừng được. Cho nên thợ muối không thể rút, nhưng dưới tình huống nguy cơ như thế còn phải để thợ muối ở lại tiêu trì, họ cũng rất dễ xảy ra chuyện. Tạo Oanh lên tiếng, trước tiên ta dẫn đội qua đó, để kỵ binh doanh tạm thời đóng quân tại thôn muối, bảo vệ cho các thợ muối. Nếu nhóm Lưu Khấu nhỏ ta có thể tiêu diệt, nếu nhóm lớn thì ta sẽ đưa các thợ muối lên ngựa bỏ chạy. Kế này rất hay. Hình Hồng Lang, vậy nhờ cô rồi, ta cũng sẽ xuất lĩnh bộ binh qua đó sau. Tạo Oanh ôm quyền rồi đi ra khỏi doanh, mang theo 300 kỵ binh như gió chạy về phía tiêu trì. Đang chạy, đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào, tại sao khi chiến mã chạy vẫn nghe được âm thanh cốc cốc. Quay đầu nhìn lại, con rối thiên tôn vậy mà đang ngồi trên đuôi ngựa, nhấp nhô theo chiến mã chạy, là mảnh gỗ trên thân con rối thiên tôn phát ra tiếng cốc cốc. Tạo Oanh giật mình, ôi trời, thiên tôn, ngài lên ngựa lúc nào thế? Lý Đạo Huyền, ngay lúc người lên ngựa. Tạo Oanh, ngài phát ra tiếng sớm một chút đi, tuyệt đối tiểu nữ tử sẽ không để ngài ngồi trên mông ngựa, sẽ để ngài ngồi đằng trước, nhất định sẽ ôm chặt lấy ngài. Lý Đạo Huyền nghĩ thầm, chính là không muốn để cho mẫu tinh tinh ôm ta vào lòng, ta mới cố ý ngồi trên mông ngựa đó. Chính ngươi nghĩ xem, một con mẫu tinh tinh to tướng ôm lấy một con rối, bức tranh này đẹp lắm sao? Câu chuyện kinh khủng là gì? Có điều lời này nói ra sẽ đả thương người thế nào, khẳng định Lý Đạo Huyền sẽ không nói thẳng, chỉ thản nhiên nói, ta thích ngồi ở đây, ngươi không cần xen vào ta. Tạo Oanh hơi, khó xử, ngài đi theo ta rồi, bến tàu cổ độ sẽ không còn pho tượng của ngài nữa, không có thiên tôn phù hộ, mọi người sẽ không an lòng. Lý Đạo Huyền, không có việc gì, họ sẽ làm thêm cái khác. Tạo Oanh gật đầu, không nói nữa, chỉ thúc ngựa lên đường. Có thiên tôn ngồi ở sau lưng, khiến cho nàng cảm giác hơi khẩn trương, đồng thời cũng cảm giác được trách nhiệm của mình trở nên nặng nề hơn. Suốt đường đi vội, một lúc lâu sau mới đến tiêu trì. Trải qua hơn tháng tiến hành, thôn muối bên bờ tiêu trì đã có quy mô ban đầu, ở đây đã xây rất nhiều nhà tranh, đào được một số hồ muối, còn dựng xung quanh thôn một hàng rào tre, miễn cưỡng coi như có năng lực phòng ngự nhất định. Hiện tại muối của các thợ muối làm ra đều trực tiếp do thôn Cao Gia thu mua, với giá là 10 văn một cân. Cao hơn 5 lần so với cái giá 2 văn một cân của quan phủ cho họ, không cần tiền cũng có thể trực tiếp dùng lương thực để trả. Làm như thế đã khiến cho các thợ muối làm việc tràn đầy nhiệt tình hơn. Nhìn thấy đội kỵ binh của Tạo Oanh đến, các thợ muối lập tức vây quanh, mồm năm miệng 10 chào hỏi nàng, Tạo Đại Đương gia lại tới rồi. Tạo Đại Đương gia hảo, oa, sao lần này có nhiều kỵ binh tới đây vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Có phải quan phủ sắp tới rồi không? Các thợ muối hơi hoảng loạn, trông thấy nhiều kỵ binh như vậy, kẻ ngốc cũng biết khẳng định đã xảy ra chuyện rồi. Tạo Oanh thấy các thợ muối trước mắt coi như bình an, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đại quân Vương Gia Dận đã đến huyện Thấm Thủy, cách nơi này 200 dặm, Hình Đại Đương gia lo lắng cho an toàn của mọi người nên bảo ta chạy đến bên này chiếu cố các ngươi. Các thợ muối nghe vậy, trong lòng có phần cảm động, có Hình Đại Đương gia chiếu cố, thực sự là phúc khí tu luyện mấy đời của chúng tôi. Ở đây chúng tôi có ngài chiếu cố khẳng định không có việc gì, điều cần lo lắng nhất có lẽ là các huynh đệ thợ muối vẫn còn ở lại giải trì chưa qua đây, giải trì đó là một mục tiêu lớn mà. Tạo Oanh nghe vậy cũng thoáng cả kinh, thầm nghĩ, điều này cũng phải, tuy là đạo Hà Đông bên cạnh giải trì có quan binh trú đóng. Thế nhưng sức chiến đấu của chút quan binh trong tay Diêm Khóa Ti không đáng nhắc tới, nếu Vương Gia Dận muốn thu thập bọn họ, chỉ sợ không cần tốn nhiều sức. Lại suy nghĩ kỹ càng, chắc Lưu Khấu cũng rất thiếu muối, không khéo chúng thật sự sẽ cướp giải trì một đợt. Vậy phải làm sao đây? Ngay khi nàng đang do dự, con rối thiên tôn đột nhiên lên tiếng, phái thám báo, đến bờ giải trì nhìn chằm chằm. Nếu như quan binh của đạo Hà Đông không dùng được, các thợ muối có khả năng ngộ hại, chúng ta phải viện thủ tương trợ. Chỉ cần lão bách tính chúng ta có năng lực cứu được,
thì sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Tạo Oanh phấn chấn, cần tuân pháp chỉ. Rất nhanh, thám báo được an bài xong, giải trì rất lớn. Một thám báo sẽ không để ý được, cho nên đã xuất động một tổ thám báo nhỏ, đủ 10 người, đều là lão mã tặc. Cung mã thành thạo, còn rất cơ linh, mặc vào trang phục vũ khí nhẹ nhàng, sau đó tiến về giải trì. Khi đến bên cạnh hồ, giải trì dài đến mấy chục dặm thoạt nhìn bề ngoài coi như an bình, tạm thời chưa có Lưu Khấu làm loạn, các thám báo phân tán ra, tản ra khắp các nơi bên giải trì. Cùng lúc đó, đạo Hà Đông, Thiết Điểu Phi đang dẫn theo 18 hạ của mình đi nghênh ngang trong binh doanh ở đạo Hà Đông. Rõ ràng là một thương nhân muối, nhưng lại có thể đi dạo trong binh doanh của quan binh. Hơn nữa bọn quan binh đối với hắn còn rất khách khí, nhìn thấy hắn đều sẽ ôm quyền, chào Thiết Đại Đương gia. Gần đây Thiết Đại Đương gia phát tài ở đâu đấy? Lần sau tới mua muối, nhớ chia cho huynh đệ ta chút lãi nhé. Thiết Điểu Phi ôm quyền làm lễ hết với những người này, trên mặt toàn là nụ cười dối trá. Yên tâm, huynh đệ ta có một miếng ăn, nhất định không thể thiếu của mọi người. Bọn quan binh đều cười. Thiết Điểu Phi lại ở trong lòng khinh miệt, thầm mắng, một lũ tham lam. Hắn đi vào nơi ở của Diêm Khóa Ti. Diêm Khóa Ti đang ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn thấy Thiết Điểu Phi đi vào tựa như thấy một thỏi bạc thật to. Mặt nở nụ cười, ui, Thiết tiên sinh tới rồi, lần này tới gặp bản quan là có chuyện gì muốn nói sao? Các bạn đang nghe chuyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 479, một trong bát đại tấn thương. Thiết Điểu Phi cười hắc hắc không ngừng, đầu tiên trình lên một khay bạc nhỏ. Diêm Khóa Ti đảo mắt qua, chỉ biết đây ít nhất 50 lượng bạc ròng, trong lòng mừng thầm, lễ gặp mặt cũng không nhỏ, xem ra lần này làm ăn chắc lớn. Hắn mỉm cười nói đi, muốn cái gì? Thiết Điểu Phi, lần này tại hạ đến đây là muốn đại nhân thả thêm muối của một thôn cho tại hạ. Diêm Khóa Ti cố ý làm ra bộ mặt cau có, lần trước bán muối một thôn cho ngươi, kết quả ngươi lại nuôi thợ muối cho mập, đám người này trong tay có tiền rồi. Không nghe ta nữa, nửa đêm canh ba chạy trốn hết, khiến thôn trống trơn không còn một ai, hại bên ta giảm sản lượng không ít. Thiết Điểu Phi cười thầm, thợ muối là bị bọn ta lừa đi làm muối lậu rồi, ngươi còn tưởng rằng họ chỉ là chạy thoát, ha ha ha. Lần này lại tới gạt thợ muối một thôn của ngươi, ngươi còn tưởng rằng ta chỉ tới mua muối. Trong bụng thì cười, ngoài mặt thì không thể cười, Thiết Điểu Phi nói, thợ muối chạy trốn cũng không thể trách tại hạ được, đại nhân trả cho họ tiền công quá ít. Ta có hỏi qua, họ chỉ nhận được 2 văn một cân, ta cho ngài tới 20 văn một cân cơ mà, ngài chia cho họ thêm một ít tiền họ cũng sẽ không chạy rồi. Diêm Khóa Ti cười mắng, ngươi cho ta là thương nhân, còn phải dùng tiền nuôi thủ hạ hay sao? Những công tượng này cũng không phải bộ hạ của bản bộ, chỉ là con chó của bản quan, có cục xương cho gặm đã tốt lắm rồi, còn muốn ăn thịt. Thiết Điểu Phi mắng thầm, chó. Trên mặt lại cười, được rồi, chuyện của những công tượng này không quan trọng. Đại nhân, muối bên ta yêu cầu là thật, ngài lại cho muối của một thôn, được không? Diêm Khóa Ti lắc đầu, Thiết tiên sinh à, ta rất muốn cho ngươi thêm một thôn muối, nhưng lần này không được, có vị đại thương nhân đang đặt hàng với ta. Thợ muối trốn nhiều quá, hàng bên ta cũng bắt đầu không cung cấp đủ rồi, phải ứng phó hàng cho vị thương nhân này trước. Thiết Điểu Phi, ta có thể trả thêm tiền, đại nhân báo cái giá đi. Diêm Khóa Ti lắc đầu, trả thêm tiền cũng không được, vị thương nhân này không phải là thương nhân bình thường. Là thương nhân cung cấp hàng cho biên quân do triều đình phê chuẩn, trong tay họ có Diêm Dẫn, phải ưu tiên cung cấp muối cho họ. Giải thích, Diêm Dẫn là một loại tương tự như ngân phiếu, thương nhân phải trả tiền cho triều đình để có được Diêm Dẫn, khi đó mới có thể hợp pháp tiêu thụ muối. Sử dụng sớm nhất vào đời Bắc Tống, Nam Tống. Hết giải thích. Hắn vừa nói như thế, Thiết Điểu Phi lập tức hiểu được. Tấn thương. Hoàng đế khai quốc của Minh Triều Chu Nguyên Chương thiết lập 9 biên trấn tại biên cảnh, những biên quân này yêu cầu cung ứng vật tư, nhưng năng lực cung ứng của triều đình có hạn. Vì vậy liền có khai trung pháp, triều đình để cho một số thương nhân có thực lực chuyển vận vật tư cho biên quân, sau đó triều đình phát Diêm Dẫn cho những thương nhân này. Các thương nhân sau khi lấy được Diêm Dẫn là có thể đến giải trì, đạo Hà Đông, Sơn Tây, tìm đến Diêm Khóa Ti lấy muối quan và cầm đi bán lấy tiền. Bởi vậy liền sinh ra thứ gọi là tấn thương.
Loại thương nhân muối như Thiết Điểu Phi so thực lực với Tấn Thương có thể nói trên trời dưới đất, một ngón tay của Tấn Thương là có thể đè chết tài lực của Thiết Điểu Phi. Thiết Điểu Phi mắng thầm, con mẹ nó, tại sao ngay lúc mấu chốt này Tấn Thương lại chạy tới tranh hàng với ta? Bên ta không hoàn thành pháp chỉ của Thiên Tôn, đó chính là đắc tội với thần tiên rồi. Hắn còn muốn tranh cãi hai câu, lại thấy một nam tử ăn mặc y phục thương nhân đi vào, khí tức thương nhân trên người nam tử này quả thật như từ trên người phả ra. Diêm Khóa Ti cũng không có giới thiệu, bởi vì Thiết Điểu Phi là không thể lộ ra ánh sáng, đương nhiên không cần thiết giới thiệu cho hắn. Nhưng Thiết Điểu Phi lại liếc mắt liền nhận ra, người đến là Hoàng Vân Phát, một trong bát đại tấn thương nổi tiếng của Sơn Tây. Người này làm ăn rất lớn, muối, trà, đồ sắt, các loại chế phẩm thủ công, thứ nào cũng bán. Thế nhưng giang hồ đồn đại, người này đem rất nhiều vật tư bán cho quan ngoại, đưa cho Kiến Nô. Tuy nhiên đây chỉ là giang hồ đồn đại, chưa ai bắt được nhược điểm của gã. Thiết Điểu Phi biết bản thân đấu không lại người này, đành phải ôm quyền với Diêm Khóa Ti sau đó lui ra. Một Tâm Phúc tiến lên nghênh đón, lão đại, làm sao đây? Thiết Điểu Phi, Lương Phan. Chúng ta về bến tàu cổ độ, đi cầu Thiên Tôn, chỉ có dựa vào Thiên Tôn thi pháp thì chúng ta mới có tư cách so tài lực tranh sinh ý với Hoàng Vân Phát. Hai người nói đến đây rồi dự định rời đi, nhưng không ngờ đúng lúc này, trên tường thành phía đông vang lên tiếng cảnh báo bum bum bum. Một con khoái mã xông vào cửa thành Đạo Hà Đông, lớn tiếng kêu lên, Lưu Khấu tới rồi, Lưu Khấu tới rồi, Lưu Khấu tới cướp muối. Lần này đã dọa Thiết Điểu Phi hoảng sợ. Hắn muốn chạy nhưng lại biết chạy vào lúc này là sẽ không lấy được tình báo gì, vẫn là phải ở lại chỗ này mới có thể tra xét được càng nhiều thứ. Chỉ thấy bọn quan binh của Đạo Hà Đông lập tức hành động, mỗi người tay cầm vũ khí. Thiết Điểu Phi bò lên tường thành nhìn về hướng đông, phía đông đầu người lúc nhúc đang chạy tới, trong đám người có giơ một lá cờ, sấm. Hắn thầm giật mình, là Sấm Vương, đại tướng dưới trướng Vương Gia Dận. Người này trong số nhiều thủ hạ của Vương Gia Dận xếp hạng thứ ba, thực lực rất mạnh, Đạo Hà Đông chỉ sợ xong rồi. Chỉ thấy phía trước Sấm Quân là lượng lớn quan binh và thợ muối đang liều mạng chạy trốn, lao về phía thành trì Đạo Hà Đông. Thì ra, Sấm Quân đến đây, chú quân và lão bách tính ở các thôn muối bên cạnh hồ đều vội vàng bỏ hết gia viên của mình tụ tập đến Đạo Hà Đông, cho nên tràng diện có vẻ hết sức hỗn loạn. Diêm Khóa Ti vội vã từ dinh thự chạy ra, vừa chạy còn vừa đội mũ giáp vào, Lưu Khấu tới sao? Mẹ nó, Đạo Hà Đông cũng không phải huyện thành bình thường, chúng cũng dám đến. Hắn còn ỷ vào mình là quân khu, cho rằng Lưu Khấu không dám tới phạm chứ, lên tường thành vừa nhìn mới giật mình, bên ngoài đầu người chi chít, không thể đếm rõ có bao nhiêu. Lần này, Diêm Khóa Ti sợ đến nước thiếu chút nữa đái ra quần. Tấn Thương Hoàng Vân Phát cũng đi ra theo, lại có vẻ không hoảng chút nào, liếc Sấm Quân bên ngoài một cái, gã cười lạnh nói, một đám ô hợp mà thôi, đại nhân không cần kinh hoàng, đợi người của ta đánh ra ngoài trước. Ngài lại khua quân đánh lén, đánh một trận là thắng. Diêm Khóa Ti đầu có mấy dấu hỏi chấm khi nghe thấy vậy. Hoàng Vân Phát xoay người nói với Tâm Phúc phía sau, đưa đội hộ vệ của chúng ta ra ngoài chơi với bọn Lưu Khấu đi. Gã vừa đưa ra mệnh lệnh, lượng lớn hộ vệ bắt đầu hành động. Diêm Khóa Ti và Thiết Điểu Phi cũng kìm lòng không đậu nhìn về phía đội hộ vệ của gã, chỉ thấy đội hộ vệ của thương nhân này vậy mà là một đội kỵ binh y giáp sáng bóng. Trong đó có một tiểu đội thoạt nhìn ngưu cao mã đại, tướng mạo bên ngoài hình như không phải là nhân sĩ Trung Nguyên. Thiết Điểu Phi thầm cả kinh, thấp giọng nói, tiểu đội kia chắc không phải Kiến Nô binh chứ. Nghe nói người này có cấu kết với Kiến Nô. Bộ hạ bên cạnh thấp giọng nói, chỉ nhìn bên ngoài suy đoán, hắn khẳng định sẽ chết cũng, không nhận, sẽ chỉ nói những người này là mục dân biên cảnh phía Bắc. Xông lên. Bộ hạ của Hoàng Vân Phát hò hét lao ra khỏi thành, kỵ binh móng ngựa tung bay, một đám người thế đi như gió, tiểu đội dẫn đầu càng dũng mãnh tuyệt luân. Trường thương mã đao trong tay quét ngang một trận, đánh cho quân Lưu Khấu xông tới đằng trước chạy trối chết. Diêm Khóa Ti vừa nhìn, mẹ ơi, thủ hạ của Hoàng Vân Phát này mạnh vậy sao? Vậy còn chờ cái gì? Hắn cũng vội vàng hô to, xông lên. Quan binh trong thành lập tức ào ra, đánh cho quân Sấm Vương chật vật rút lui. Chương 480, Bần Tăng đi khuyên bảo hắn. Quân Sấm Vương bị đánh cho tơi bời, chật vật rút lui. Quan binh và Hoàng Vân Phát đắc thắng trở về. Hoàng Vân Phát kia thắng được một trận, ngoài mặt cũng không thấy vui vẻ gì, tựa như làm một chuyện rất bình thường,
căn bản không đặt ở trong lòng. Gã chỉ thản nhiên nói, được rồi, Lưu Khấu đã lui, đại nhân, chúng ta vẫn nói tới vấn đề muối đi. Diêm Khóa Ti cười to, thủ hạ của Hoàng tiên sinh thật đúng là mỗi người dũng cảm tuyệt luân a. Hoàng Vân Phát ừm một tiếng, cũng không nhiều lời, lại cùng Diêm Khóa Ti đi vào trong dinh thự, thấp giọng trò chuyện. Thiết Điều Phi bị thực lực của Hoàng Vân Phát kia làm cho sợ hãi, cũng không muốn ở chỗ này lâu, vội vàng ra khỏi đạo Hà Đông sau đó đi về hướng Tây. Đi không được bao xa, trong rừng cây đột nhiên có một thám báo chui ra, quay về hắn ôm quyền, Thiết Đại Đương Gia. Thiết Điều Phi liếc mắt nhận ra, đây là kỵ binh doanh dưới quyền Hình Đại Đương Gia, vội vàng nói, ồ, huynh đệ, sao ngươi lại ở chỗ này? Thám báo nói, Thiên Tôn hạ lệnh, bảo chúng tôi tới trạm gác giải trì dò xét, nếu thợ muối có nguy hiểm, chúng tôi sẽ tới cứu người. Thiết Điều Phi, chuyện xảy ra vừa rồi, các ngươi thấy chứ? Vẻ mặt thám báo nặng nề, có thấy. Thiết Điều Phi, vậy chúng ta cùng nhau trở về, nhanh chóng báo cáo cho Thiên Tôn. Các thám báo vẫn để lại mấy người ở lại bờ giải trì tiếp tục dò xét, phân ra mấy kỵ cùng Thiết Điều Phi nhanh chóng chạy về thôn muối Tiêu Trì. Tạo Oanh chờ đợi ở chỗ này đã lâu, lại thêm Hình Hồng Lang cũng dẫn đội bộ binh tới. Trong thôn muối Tiêu Trì nho nhỏ tập trung 300 bộ binh, 300 kỵ binh, trông rất náo nhiệt. Mọi người nghe xong Thiết Điều Phi kể lại, vẻ mặt ai cũng tỏ ra cổ quái. Ngay cả con rối Thiên Tôn cũng nhíu mày, hai sợi lông mi làm từ lông cáo cũng nhăn chặt lại. Hình Hồng Lang nói, thực lực của Hoàng Vân Phát mạnh như vậy sao? Còn đánh giỏi hơn quan binh nữa. Thiết Điều Phi gật đầu, đúng vậy, nhất là tiểu đội kỵ binh phía trước của họ, con mẹ nó lợi hại lắm, cung mã thành thạo. Di nhỉ, Tạo Đại Đương gia, ta nói ngài đừng nóng giận, kỵ binh của Hoàng Vân Phát còn lợi hại hơn thủ hạ của ngài nữa. Tạo Oanh tức, vớ vẩn, kỵ binh của lão nương chính là xuất thân mã tặc, chuyên môn cướp của thương nhân, sao lại kém một thương nhân được? Đừng ồn ào, con rối Thiên Tôn lên tiếng. Tạo Oanh hoảng sợ, vội vàng im lặng. Con rối Thiên Tôn khẽ thở dài, Tạo Oanh, đừng có mà không phục, Thiết Điều Phi chắc sẽ không nói bậy, kỵ binh của ngươi là đánh không lại kỵ binh của hắn, bởi vì kỵ binh này khẳng định là tinh kỵ kiến nô. Câu nói này dọa mọi người giật mình, khẳng định sao? Nếu những người khác nói thì họ chưa hẳn tin, thế nhưng lời nói của Thiên Tôn ai lại không tin chứ? Tạo Oanh vừa nghe nói đó là tinh kỵ kiến nô, lập tức cũng không dám cậy mạnh nữa. Con rối Thiên Tôn chậm rãi nói, bát đại tấn thương, mỗi tên đều là giặc bán nước, họ trường kỳ bán vật tư ra quan ngoại, bổ sung vật tư cho kiến nô. Đồng thời còn đem tình báo của quan nội, bố trí của quan binh cũng đưa cho kiến nô, cho nên trong số thủ hạ của Hoàng Vân Phát có lẫn kỵ binh kiến nô cũng không kỳ quái. Đội kỵ binh này có lẽ là do kiến nô đặc biệt phái qua đây bảo vệ Hoàng Vân Phát, bảo đảm hắn có thể đưa vật tư và tình báo đến trong tay kiến nô. Cũng có lẽ là hắn dùng tiền thuê ở quan ngoại, dù sao thì lai lịch bất chính là được rồi. Phía sau còn có một nửa Lý Đạo Huyền sẽ không nói, những tấn thương này cuối cùng thành công bán đi Đại Minh. Sau khi Mãn Thanh nhập quan còn phong bát đại tấn thương làm bát đại hoàng thương, sau đó bát đại hoàng thương này huy hoàng đủ 200 năm, cuối cùng suy sụp theo sự sụp đổ của Mãn Thanh. Nếu phân tích khách quan, Hán gian như Ngô Tam Quế trình độ còn kém hơn bát đại tấn thương một đoạn, bởi vì Ngô Tam Quế là dưới tình huống người nhà bị Lý Tự Thành làm nhục, cho đội nón xanh mới bán nước trở thành Hán gian, mà bát đại tấn thương là ngay từ đầu trực tiếp bán nước làm Hán gian rồi. Một người là ngoại lực bức bách, một người là tự phát tự giác. Một người là vì phụ thân và vợ, một người là vì kiếm tiền. Một người là hiện tại tạm thời còn chưa trở thành Hán gian, một người hiện tại đã là Hán gian. Mặc dù mọi người đều là Hán gian, nhưng chênh lệch vẫn phải có. Con rối Thiên Tôn sắc mặt khó coi, đương nhiên, con rối là nhìn không ra vẻ mặt gì. Nhưng y cố ý đưa mặt tới dưới bóng râm của ánh sáng mặt trời là sẽ bị đen rồi. Các vị, chúng ta phải giết người rồi. Vừa nghe lời này, mọi người đều kinh hãi. Người gia nhập thôn Cao Gia sớm nhất cũng từng thấy Thiên Tôn giết người, một chưởng đập chết Sơn Tặc, lại một chưởng đập chết Vô Thượng Minh Vương. Thông khoái vô cùng. Nhưng người gia nhập sau lại chưa từng thấy Thiên Tôn giết người, bởi vì về sau Lý Đạo Huyền đã rất ít khi đưa ra quyết định giết này. Mọi người đều cảm thấy y quá nhân từ, yêu mến thương sinh, hiện tại từ trong miệng y nghe được hai chữ giết người lại không khỏi sợ hãi. Con rối Thiên Tôn, đừng để Hoàng Vân Phát sống rời khỏi đạo Hà Đông, đừng cho hắn cơ hội chuyển vật tư cho kiến nô, phải ở chỗ này giết hắn. Y vừa thốt ra lời này, đó chính là Thiên Tôn pháp chỉ rồi.
tất cả mọi người phải tập trung toàn bộ lực lượng để hoàn thành. Mọi người cùng ôm quyền, nghiêm túc đáp, cẩn tuân pháp chỉ. Thiết Điều Phi, ta lại trở về đạo Hà Đông đi, lợi dụng quan hệ giữa ta và Diêm Khóa Ti, giám thị hắn ở bên trong đạo Hà Đông, tìm hiểu tiếp theo hắn muốn đi đâu. Tạo Oanh, ta lại phái thêm thám báo ra ngoài, phòng ngừa người này chạy trốn. Lão Nam Phong thì lấy ra một tấm địa đồ, mở ra bắt đầu nghiên cứu làm sao mới có thể bảo đảm không cho người này chạy thoát. Đôi phu thê Hình Hồng Lang và Cao Sơ Ngũ thì lặng lẽ chạy đi kiểm kê trang bị, chuẩn bị tác chiến. Chỉ còn lại một mình Chiến Tăng hình như có ý kiến khác, song trưởng hợp thành chữ thập, A Mễ Thâu Phật, thiện tể thiện tể. Thiên Tôn, Tiểu Tăng cảm thấy giết người không tốt, sẽ tổn thương thiên hòa, cho dù đối phương đại gian đại ác. Chúng ta cũng có thể trước tiên giảng đạo lý cho hắn biết, nói không chừng có thể thuyết phục được thì sao. Bần Tăng dự định đi gặp Hoàng Vân Phát, khuyên hắn phóng hạ đồ đao, cải tà quy chính, đừng làm hắn gian nữa. Hắn còn chưa nói hết câu, Thiết Điều Phi đột nhiên quay về mọi người trừng mắt nhìn, ra hiệu mấy cái, nói, ta cảm thấy đại sư nói có đạo lý, đối với loại gian tặc bán nước này. Chúng ta nên nói đạo lý trước, nói không thông mới động đao binh, nếu như ngay từ đầu đã xuất động quân đội, trực tiếp chiến tranh, sẽ hao tài tốn của, trái lại không hay. Mọi người cùng ngẩn ra, không rõ trong hồ lô hắn bán thuốc gì. Thiết Điều Phi nháy mắt liên tục, thậm chí còn quay về Lý Đạo Huyền nháy mắt, trước tiên dùng ngón tay chỉ Chiến Tăng, lại lén làm động tác cắt. Lý Đạo Huyền cũng hiểu được, thầm buồn cười, à, thì ra là ý này, được, đây cũng là một cách. Đem đại sát khí thả ở bên người quân địch, không nhất định phải sử dụng, nhưng có thể trở thành một bước bảo hiểm. Là bản thân Chiến Tăng muốn đi, cũng không thể trách người khác lợi dụng hắn mà. Hình như rất vui. Không được, ta cũng phải đi. Nghĩ tới đây, cái miệng của tượng gỗ Thiên Tôn hoạt động cộp cộp, tựa như con rối kinh khủng đánh khoái bản. Chiến Tăng nói có đạo lý, mọi người cũng phải nói quy củ. Thuận tiện mang ta theo, ta cũng cảm hóa hắn vài câu. Các bạn vừa nghe xong tập 48 của bộ truyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.